Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang có mặt tại làng Nương Yên Tử, tái hiện lại mô hình ngôi làng cổ Bắc Bộ với những ngôi nhà bằng đá ong, tường đất và con đường bằng gạch nung. Tương truyền là năm 1299 khi vua Trần Nhân Tông đến với Yên Tử thì ngài đã không cho các cung tần và mỹ nữ đi theo. Vì vậy một số người thì đã dừng chân ở dưới chân núi Yên Tử và lập lên làng Nương ngày hôm nay. Hiện nay thì ở đây có rất nhiều những trải nghiệm văn hóa thú vị và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé. Trải nghiệm văn hóa đầu tiên khi đến với làng Nương đó là quan sát người nghệ nhân làm nón lá truyền thống. Đây cũng là một sản phẩm văn hóa du lịch ấn tượng với du khách khi tới với Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử. Muốn làm được cái nón này đấy thì trước tiên là ta phải đặt lá vào khâu như cháu này đang làm đây này. Đầu tiên phải xếp lá vào. Cái lá rất nhỏ mà ta xếp từng cái vào. Lần trong lần ngoài, đầu tiên thì cũng khó, nhưng mà sau thì cũng dễ thôi. Rừng ta là vùng nhiệt đới, có rất nhiều lá cọ. Ta lấy cái lá cọ mà ta mới hơi ra nó khô lên mà là ta làm. Hoặc là kể cả cái lá dừa nước, ta cũng làm được nón, làm được quàng. Rất là nhiều loại lá để làm được đúng không ạ? Ông có thể chỉ bọn cháu là cái lúc mà khâu hoàn thiện như này thì cần phải đưa mũi kim như thế nào ạ? Khi khâu hoàn thiện như này thì cái tay này ta cầm ở đây, ta làm phải trong này. Vít cái này xuống, tay này ta vuốt này ta cầm chỉ này, từ cái mũi này cho nó đồng đều mà cái ta đặt xuống đi, đặt lên đây, đặt cầm lên, à, cứ thế này ta kéo lên, đó, đấy, đó, đấy, đó. Ông cho cháu đấy, thử đó. Thấy chưa? Với bản tính cần cù, khéo léo, những nữ du khách khi đến với trải nghiệm làm nón lá đã nhanh chóng học được cách khâu những đường kim mũi chỉ đầu tiên, sao cho thật đều, thật đẹp. Xong rồi thì mình trang trí, thì mình lại lấy kim chỉ mình thêu ra. Một là thêu bông hoa, hai là thêu về cảnh chùa Đồng, đúng không? Cảnh về núi rừng Yên Tử. Ông làm cái nghề làm nón này được bao nhiêu lâu rồi ạ ông? Gần 20 năm nay. Cái nghề nón của mình ý, mà cha ông ta đã có từ trước tới nay. Việt Nam của mình là một vùng nhiệt đới, cày cấy là nhiều, có lón, có mũ mới làm được. Mà mình phải phát huy được cái tiềm năng và cái sẵn có của đất nước mình. Vậy thì khi mà du khách đến với Yên Tử và được tham gia trải nghiệm trực tiếp mà khâu những cái mũi kim đường chỉ trên chiếc nón này thì ông thấy là mọi người có cái cảm xúc như thế nào ở ông? Người ta cảm thấy tự hào khi mà có những cái lá nhỏ nhỏ này, người ta chắc là được như này, đúng không? Mà làm được cái nón này, mà đội đầu cái này, họ làm xong, thì họ lại lấy bút họ vẽ lên. Tự sáng tạo lên chiếc nón của mình đúng không? Và họ có một ô con người Việt Nam thêm vào cũng giỏi, ra thật. Sau khi mà thử mà khâu nón một chút thì cô có cảm thấy như thế nào ạ? Rất là thích. Học thì là biết làm luôn ông nhỉ? Và... ở nhà mình thì có sử dụng nón không ạ? Nhà mình là thường xuyên sử dụng nón thôi. Bởi vì đi vừa che nắng lại vừa che mưa. Một cô gái của Việt Nam mà mặc cái áo tân thời rất đẹp trai ấy, mà đội cái nón lên ấy, thì cảm thấy cái duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam rất tuyệt vời. Mềm mại hả? Tôn thêm cái cảnh đẹp của cái áo đi, và con người phụ nữ Việt Nam. Khách của du lịch ấy, nước ngoài, người ta mặc cái áo mà ta đội cái nón, người ta ngắm đi ngắm lại chiếc gương, người ta không ngắt nụ cười. Cảm ơn những cái chia sẻ của ông ạ. Và còn chúc ông là sẽ mạnh khỏe và tiếp tục có thể hăng say trong lao động và truyền được cái tình yêu đối với văn hóa truyền thống của mình cho thật là nhiều mọi người khi mà đến với Yên Tử nữa ạ. Chúng tôi cũng bảo nhau là cố gắng phát huy cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Đến chúng ta đang thấy ở đây rất nhiều những chú chuồn chuồn xanh đỏ gợi chúng ta về một miền ký ức tuổi thơ vô cùng tươi đẹp. Và làm chuồn chuồn tre thì cũng là một trong những trải nghiệm mà được du khách rất là yêu thích khi đến với Yên Tử. Em chào anh ạ, anh có thể giới thiệu một chút về cái trải nghiệm mà làm chuồn chuồn tre ở đây được không ạ? Khoảng tầm hơn 10 công đoạn để làm nên thành một chú bướm như này hay là chú chuồn chuồn như thế này. Nguyên liệu để làm thành một chú chuồn chuồn hay chú bướm như thế này thì như thế nào hả anh? Đầu tiên là mình chọn tre bánh tẻ, nó dẻo.
xong là mình sẽ làm thân và mình làm từng cánh. Bộ cánh. Sau đó mình sẽ khoan lỗ và mình uốn mỏ. Bé là tô vẽ các màu các bé thích. Thời gian để hoàn thành một chú chuồn chuồn hay chú bướm như này là bao nhiêu lâu ạ? Nếu mà như người mà mới làm thì mất khá nhiều thời gian. Mình làm quen thì làm nhanh hơn, mình làm được khoảng tầm 10 đến 15 phút. À, thế bây giờ thì anh có thể thao tác làm một chú chuồn chuồn, một chú bướm cho bọn em được quan sát được không ạ? Bốn cánh của chú chuồn chuồn tre được người nghệ nhân khéo léo cắt mài, sao cho đều nhau để khi gắn vào thân chuồn chuồn tạo được sự cân bằng. Kinh nghiệm lâu năm là một trong những yếu tố giúp cho người nghệ nhân có thể nhìn bằng mắt thường mà tính toán được độ cân bằng của chú chuồn chuồn tương đối chính xác. Bốn cánh được lắp vào lỗ đã khoan sẵn trên thân chuồn chuồn, chỉnh sao cho đạt được sự cân bằng để chỉ cần đứng trên chiếc mỏ sinh là chuồn chuồn tre đã giữ được sự cân bằng. Vậy thì anh thấy là du khách nói chung và đặc biệt là các bạn nhỏ khi mà đến với Yên Tử trải nghiệm một hoạt động như thế này thì nó mang lại cái ý nghĩa gì không ạ? Như nếu mà trải nghiệm về chuồn tre là thứ nhất được một cái đức tính tìm hiểu về những cái truyền thống văn hóa, ví dụ như là về tự một cái tre mà có thể là làm ra một cái vật dụng rất là thân thiện, với lại các bé tìm hiểu và tìm tòi khơi dậy được cái tính tỉ mỉ và tò mò của các bé. Các du khách nhỏ tuổi không thể bỏ qua được sự thu hút của những ô màu xanh đỏ khi được tự tay tạo tác nên những chú chuồn chuồn theo sự tưởng tượng của riêng mình. Con thấy khá là vui và bổ ích. Những cái hoạt động như này thì nó sẽ giúp em con nó có một cái tính sáng tạo hơn. Em thấy rất là vui và sẽ giúp mình sáng tạo nhiều hơn và... Tạm biệt không gian của chuồn chuồn tre, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một trải nghiệm văn hóa khác mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống. Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tham gia trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ. Đây là một trong những nét văn hóa truyền thống của đồng bằng Bắc Bộ. Và bạn Phương sẽ giới thiệu chúng ta cách để có thể làm được một bức tranh dân gian như thế này. Để in thành một bản hoàn chỉnh như thế này thì mình trải qua rất là nhiều công đoạn. Thứ nhất là chúng ta phải in lên tầm khoảng 4 đến 5 màu, và mỗi một màu thì chúng ta sẽ in một ngày. Một ngày chúng ta chỉ in được một màu mà thôi ạ. Dạ vâng, chúng em sẽ in theo thứ tự màu, đó là từ màu đậm trước và đến màu nhạt ạ. Dạ, đây là một bức tranh mà chúng em đã in qua, đó là 3 màu rồi ạ. Và ngày hôm nay quý khách đến đây trải nghiệm thì chúng ta sẽ in một màu duy nhất cuối cùng, đó là màu đen ạ. Trước tiên là chúng ta hãy quét đều trước bàn bụt như này ạ. Để sao cho màu đó đều nhất là bạn. Là bản in nhất, sau đó chúng ta dập. Dạ vâng, đây là hai con dấu. Từ cái bản in trước như thế này, chúng em đã có những con dấu đây bọn em này để căn ấy, để cho cái bức tranh để sao để cho nó những cái hai màu cái này vào hai cái dạ, vâng màu ạ, nó sẽ vào đúng vào vị trí ạ. Đúng vâng không? Ạ. Sau đó mình ấn nhẹ. Và mình sẽ dùng sơ nước mình trà. Mình trà, cái cách mình trà thì mình sẽ trà từ từ như này thôi, mình không nên trà nhiều quá thì màu sẽ bị dốc ra. Du khách vô cùng hào hứng khi được tự mình in những bản tranh với màu sắc tươi sáng và nội dung giàu ý nghĩa nhân văn. Đây là món quà mà mỗi người khi đến với Làng Nương, Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử đều có thể mang về để làm kỷ niệm. Chị cảm thấy thế nào sau khi mà vừa hoàn thành xong một bức tranh như thế này ạ? Rất là hạnh phúc. Dạ vâng. Chúng ta phải dập thẳng xuống như này đúng không? Cái này chúng ta in cũng phải dựa vào theo kinh nghiệm ạ. Lần đầu tiên thì chúng ta in cũng không được chuẩn xác lắm ạ. Để phải in nhiều quen tay quen mắt thì sẽ được in ạ. Sau đó chị sẽ luồn tay xuống dưới đây ạ. Khi mà trà thì cần phải chú ý điều gì không? Cảm ơn ạ. Khi chúng ta trà thì chúng ta sẽ trà nhẹ nhàng thôi ạ. Chúng ta không nên trà quá mạnh thì màu nó sẽ bị sắc ra, nó sẽ không hết màu ra đấy ạ. Ta sẽ lật lại đúng không? Đó, xuống đây. Đây,
đây là thành phẩm bức tranh đồng hồ mà Thương đã hoàn thành. Đây là bức tranh có chủ đề gì ạ Phương? Đây là một bức tranh có chủ đề là bức tranh hiếu học ạ. Đây là thể hiện là một cậu bé đang làm việc ruộng đồng mà cậu vẫn có thể mang sách vở ra đồng mà cậu vừa học vừa làm đấy ạ. Phương cảm thấy là du khách khi đến với Yên Tử và được tham gia trải nghiệm là in tranh đồng hồ thì mọi người có cảm nhận như thế nào? Đối với du khách về đây, đặc biệt là du khách thành thị họ về đây, họ cảm thấy cuộc sống rất là gần gũi, họ có thể tái hiện lại về cái tuổi thơ ký ức ngày xưa rồi. Như vậy là rất nhiều những nét văn hóa truyền thống của khu vực đồng bằng Bắc Bộ thì đã được tái hiện thông qua những hoạt động trải nghiệm văn hóa rất là ý nghĩa tại Yên Tử đúng không ạ? Cảm ơn Phương ngày hôm nay đã giúp Thương và du khách có được những trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời như thế này. Quý vị và các bạn thân mến, những giá trị văn hóa thời Trần và những trải nghiệm văn hóa vô cùng là ý nghĩa và đặc sắc đã được tái hiện một cách rõ nét ở làng Nương dưới chân dãy núi Yên Tử và mang tới cho du khách những ấn tượng vô cùng sâu sắc khi đến với đất thiêng Yên Tử đã góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa ở nơi đây. Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.